Đây là tin lành. Đơn Chris là quyền phép của Đức Chúa trời đem sự cứu rỗi để giải phóng cho những ai tin. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học sách Galatia. À, tôi thấy sách Galatia rất là quan trọng để giúp đỡ chúng ta thoát khỏi ra à, cái 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 sự trói buộc của luật pháp hay là cái sự nô lệ khi chúng ta tin Chúa vô tình chúng ta không biết mà người ta còn dạy cho chúng ta thêm 10 điều răn hay là cộng thêm tất cả những điều khoản khác thì ở đây ông Phaolô ông biện hộ cho tin lành Đức Christ của Chúa Giêsu tức là tin tức tốt lành đó thưa quý vị đó để chúng ta kinh nghiệm được những cái cái bông trái của sứ điệp của tin lành Đức Christ tại vì sứ điệp của của tin lành Đức Christ là sứ điệp quyền năng như ông Phaolô khẳng định trong Roma đoạn 1 câu 16 đó quý vị Uh, uh, đây là tin lành Đức Chris đó tôi hay nói cái, cái trước khi tôi chia sẻ đó tại vì cái này là cái mà Chúa muốn chúng ta nhận biết được là quyền năng nó thay đổi chúng ta nó thay đổi người bên trong rồi thay đổi người bên ngoài chúng ta không phải bởi công đức không phải việc làm không phải bởi sự cố gắng chúng ta nhưng ông pha lôi ông nhận được những cái này không phải trước không phải do con đức của ông tại vì trước đây nói về luật pháp thì không ai giỏi bằng ông được như quý vị đã nghe phần 1, phần 2 tôi có cắt nghĩa chia sẻ về về ông trước đây là ông là một người phải nói là giỏi rất là giỏi về luật pháp rất là giỏi nhưng khi ông hiểu biết về lẽ thật đấng Christ ông coi tất cả những điều đó là hư không tại vì ông nhận thấy được cái cái quyền năng của trong cái, cái tinh lành đấng Christ của Chúa đó là sứ điệp tức là tiếng Anh gọi là too good to be true đó. tinh lành của ông Paulo ông chia sẻ ra tức là bởi đức tin mình đón nhận là món quà cho bạn chúng ta chứ không phải là bởi công đức chúng ta làm mà chúng ta được nếu công đức chúng ta mà chúng ta làm cho được thì đó gọi là sự tốt lành của Chúa đúng không quý vị như vậy đó gọi là tin tức tốt lành đó đúng không đến nỗi người Việt Nam chúng ta hay gọi là tôi là người tin lành à, tôi thì không đồng ý lắm với với cái từ đó à, tôi tôi thích cái kiểu người Mỹ hơn người Mỹ nói là tôi là người à, tin theo Chúa Giêsu đó là người, người người tiếng Anh gọi là Christian Christian tức là người tin Chúa Giêsu đó, hoặc là người theo Chúa Giêsu thì ở đây ông Phaolô nó là tin đành mà ông nhận đó, rồi ông đặt công bố không đến từ loài người vì không nhận ờ, ok ông không không học từ bất cứ một người nào hết nhưng bởi sự mặc khải của Chúa Giêsu chính Chúa Giêsu Christ mặc khải cho ông chúng ta đọc trong Galati đồng một à, câu 11 một đó à, trước đây ông cũng đã đã chống lại tất cả hội thánh nhưng mà khi mà trên đường đó, Chúa bày tỏ cho ông. Khi Chúa bày tỏ cho ông đó, chúng ta đọc một chút ha. Đây là sứ điệp mà Chúa bày tỏ cho ông để chúng ta chúng ta thấy được rằng cái sự mặc hại của Chúa, một vụ mà cái sự tại sao cái sự bày tỏ của Chúa cho ông đó, thì chúng ta sẽ mở trong ở đây là khi ông đứng trước mặt mặt vua này ở đây trong từ từ câu chúng ta sẽ đọc từ câu à 14 đến câu 18 đi, 14 câu thôi. À, 4 câu thôi. Ok. Đây chúng ta cùng nhau đọc ha. Khi tất cả chúng tôi đã ngã xuống này là lúc mà à, ánh sáng của Chúa Giêsu chiếu trên ông đó, là tất cả rước xuống đất. Tôi nghe tiếng phán với tôi rằng bằng tiếng Hebrew, ông là người lúc bây giờ tên ông hỡi Sauler lơ, Sauler lơ, Sao người sao người bắt bớ ta này là Chúa Giêsu đang gọi đáp vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho ngươi. Tôi thưa lại Chúa, Chúa là ai? Lúc bây giờ ông mới hỏi lơ khi ông nghe tiếng như vậy là Chúa đáp ta là Giêsu mà người đang bắt bớ mỗi lần chúng ta bị bắt bớ đó quý vị khi chúng ta bị bắt bớ vì danh Chúa đó tức là họ không bắt bớ mình mà bắt bớ chính Chúa ở trong mình đó ở đây chúng ta thấy rằng Phaolô cái khi mình đọc đến cầu 16 để giải cứu người khỏi dân này và dân ngoài đây là mục tiêu Chúa kêu gọi nhưng hãy trỗi dậy đứng lên vì ta đã hiện ra với ngươi để để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta và những điều ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết lúc này là Chúa nói về cái sự mà trước khi sự bày tỏ của Chúa cho công việc mà Chúa kêu gọi ông về những điều mà ta sẽ hiện ra tỏ cho người biết ta sẽ giải cứu người khỏi dân này và dân ngoài ta, ta, là nơi ta sai người đến để mở mắt cái này là cái cái câu 18 này này tức là cái câu mà Chúa chịu kêu gọi ông này để mở mắt họ chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng tức là qua cái từ cái cái trước đây sống trong sự tối tăm bây giờ qua cái sự sáng láng của Chúa từ quyền lực của Satan trở về hay là trở lại với Đức Chúa trời hầu cho bởi đức tin nơi ta đúng không đức tin nơi Chúa Giêsu đó OK họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ chúng ta để chúng ta hướng được công nhận được công bình là hướng được những cái 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 gọi là tròn gia tài, gia sản hay là cơ nghiệp mà Chúa cho mình là bởi vì mình là con đó chỉ qua đức tin thôi quý vị. Đây là sứ điệp ông Phaolô, chỉ chúng ta quá đức tin chúng ta đừng xưng là công mình quá đức tin. Tại vì đức tin là à, qua qua cái này là tin lành, có gọi là mới gọi là tin lành đấng Chris, mới gọi là quyền phép, mới gọi là sự tốt lành, à, sứ điệp của sự tốt lành. Chúa Giêsu nói là hãy tin vào vào tin tức tốt lành hãy tin ở tiếng anh gọi là believe the gospel the gospel là good news tin tức tốt lành đó, đó. nhưng mà khổ nói người có đức nhân chúng ta khi chúng ta nói người được có đức nhân người ngoại thì không có thiện cảm lắm à, như tôi làm việc ở chỗ làm, khi tôi nói đến mục sư á, những người mục sư người Việt Nam ở bên này người ta không có sự kinh nệ tại vì những người mục sư này rất là rất là xác thịt ok họ họ thấy những mục sư thậm chí họ nói ngủ với người này ngủ với người kia Tôi tôi rất là buồn khi anh em như vậy Tôi cầu nguyện có lúc tôi khóc khi tôi nghe như vậy Tại vì sao họ nói anh em mình Tôi thì tôi nghe như vậy Tôi không không giận người ta Nhưng mà tôi yêu càng yêu thương hơn những anh em của mình Họ bị chúa tại sao Tại khi chúng ta bước đi trong xác thịt Chúng ta không thắng được xác thịt Tại vì xác thịt với chúng ta với thánh linh nó chống nghịch với nhau. Ông Phaolô nó hãy bước đi trong thánh linh thì chúng ta sẽ không làm trọn vấn đề của luật pháp, không à, vấn đề của xác thịt. Trong Gala đoạn 5 câu 16 chúng ta sẽ đọc đến đoạn của nó. Ở đây, ông Phaolô đó, tức là Chúa bày tỏ cho ông, Chúa bày tỏ cho ông để giúp đỡ những người từ thế giới tối tăm qua sang lại, từ cái sự uh, uh, từ sự thống trị của ma quỷ trở lại với Đức Chúa trời để kinh nghiệm hướng được sự phước hạnh. Đó là mục tiêu mà Chúa kêu gọi ông Phaolô. Chúng ta thấy rằng kinh thánh chép rằng thời kỳ của ông Phaolô là ông đã đảo lộn cả thế giới này, thấy không? 12 12 người thôi, mình còn là 12 sứ đồ tổng cộng lại mà họ đảo lộn cả thế giới mà. Trong khi chúng ta bây giờ rất là nhiều con cái của Chúa mà mà chúng ta không thấy được là người ngoại nhìn chúng ta là một cách kính nể tuy nhiên có một số anh em bây giờ họ bước đi trong quyền năng của Chúa người người ta phải kinh ngạc người ta phải kinh ngạc như khi chúng ta quay lại trong lịch sử uh, những con cái của Chúa những người mà sống trong giao ước của, của Chúa như chúng ta thấy Abraham đến nỗi ông đánh thắng năm 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 vua luôn năm quốc gia ông đánh thắng một một mình ông tức là một người nhà của ông thôi là đánh thắng rồi chúng ta thấy rằng Isaac cũng vậy Isaac là đến nỗi mà vua Abimelech phải kinh ngạc và và đến nỗi mà ganh tị sợ hãi cái cái sự giàu có của ông nó no, bây giờ chúng ta đã phải nghèo mới thánh kiết mới công bình đó là tinh lý của ma quỷ thưa quý vị đó không phải là sự đẹp tốt lành của đấng Chris. đó không phải là tin tức tốt lành của đấng Chris. tại sao người nghèo cần cái gì thì kinh thánh chép rằng là Chúa Giêsu đến là tin lành đã được giảng cho người nghèo người nghèo cần cái gì người nghèo cần cái sự giàu có người nghèo cần có những điều kiện để chúng ta sống ở thế gian này khi chúng ta lên thiên đàng chúng ta đâu cần nhà cao cửa rộng làm chi đường phố uh, chúa rải trên trên vàng ròng chúng ta cũng cần có sự giàu có trên thiên đàng ở dưới đất này chúng ta mới cần tại vì chúa giêsu nói khi các người kê trái thì lúc đó uh, người thế gian người ta ca ngợi hay để công hay để sự sáng của các người chiếu trước mặt uh, mọi người để khi người ta thấy công việc của mình người ta người ta mới người khen Chúa người ta thấy công việc của mình ta thấy bông trái của mình khi chúng ta đây là sứ điệp mà Chúa muốn chúng ta nhận biết được đây là quá tốt nhưng mà khi chúng ta tin vào cái cái sứ điệp tốt lành của Chúa quyền năng của trong sứ điệp đó đó ông Phaolô nó nói tin lành đấng Christ đó, nó sẽ giải phóng chúng ta từ nghèo khổ nó giải phóng từ sự ngu ngốc nó giải phóng ta từ sự hèn tin lành đấng Christ nó làm cho mắt chúng ta nhìn thấy phân biệt được điều đúng và điều sai phân biệt được cái sự tối tăm và sự sáng láng Chúa ban chúng ta cái sự cảm nhận đó ở trong thế giới thuộc linh người xác thịt chúng ta không bao giờ hiểu nổi tôi thấy đa số con cái của Chúa cởi xác thịt của mình để làm để đi theo Chúa không bao giờ làm được thưa quý vị cho nên ông, ông Đức Chúa trời mới ban chúng ta thánh linh chúng ta thấy những cuộc đời coi như chúng ta đọc Phaolô uh, Phaolô cởi hoàn toàn nơi thánh linh của Chúa bất cứ ông làm gì ông cầu nguyện ông dành thời gian cầu nguyện rất là nhiều Chúa Giêsu cũng cầu nguyện rất là nhiều nếu Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời, ngài cũng là Chúa, mà tại sao ngài vẫn cầu nguyện, Huống chi là chúng ta đúng không? mà con cái của Chúa không tin vào báp-têm thánh linh, thứ hỏi làm sao mà đi theo Chúa mà không báp-têm thánh linh? mà Chúa nói với các môn đồ là đừng rao giảng, đừng rao giảng lẽ thật của Chúa trừ khi các ngươi từ khi à, à, lời hứa của Cha từ trên cao tức là thánh linh giáng cho các ngươi, các ngươi mới có quyền năng. bây giờ chúng ta đi học lấy trường thần học, lấy triết lý con người, giống như đi giảng văn làm sao thay đổi được người ta? nếu như vậy tôi họ đi nghe người lời diễn thuyết ở chỗ khác nó còn hay hơn đó mà chúng ta áo ước cố để người ta đi nhập vào hội của chúng ta tôi nói thiệt với quý vị điều đó cũng thuyết phục người ta nếu chúng ta đi làm mà chúng ta cũng chẳng hạn như làm neo đi cũng tranh giành tranh giành khách cũng bao nhiêu người không có có biết chúa thì họ họ nói tại sao ông này ông đó tin chúa bà này, bà kia ta tin Chúa mà tại sao vẫn tranh giành khách thậm chí trước đây tôi làm chung với vợ mục sư vợ mục sư cũng tranh giành khi tôi muốn chia sẻ với lễ thật của, 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 bà đó, bà đó không chịu nghe. Bà nói, tôi đã thuộc hết kinh thánh rồi, tôi đã hiểu kinh thánh rồi. Ngươi là cái gì? Đó là quá kiêu ngạo thưa quý vị. Chúa muốn chúng ta khiêm nhường. Chúa muốn chúng ta là bước đi với thanh linh. Điều đó nói lên là người đó chưa biết lễ thật. Nếu chúng ta biết lễ thật, ta cũng tranh giành với họ. Tại sao sự phước hạnh của Đức Chúa Trời khiến mình giàu có chúng ta phải tranh giành từng một con khách chúng ta giàu có không? Amen. Ở đây, tin lành Đấng Follow là chứ ông truyền dạy cho, nên là một số anh em được vô nhà thờ Galati nó là tin Chúa Giêsu không chưa đủ cho nên ông Phaolô ông biên hộ ông lấy uy quyền của một sứ đồ để ông căng dặn đi ông dạy dỗ đi giúp đỡ hội thánh Galati anh em ở chỗ nhà thờ Galati quay lại với với Chúa Giêsu một mình Chúa Giêsu tin vào Chúa Giêsu những gì Chúa làm cho mình là đủ cả chúng ta coi lại cái tin lành của Chúa Giêsu không phải là cộng thêm bất cứ cái gì hết chúng ta coi trong uh, Ephesos đoạn 2 câu 8 và câu 9 ở đây lời Chúa chép rất là rõ ràng Chúng ta làm quen với lời Chúa Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà nên anh em được cứu Thấy không? Nhờ ân điển Tức là ân điển của Chúa đã rải ra Tức là món quà ân điển của Chúa đã rải ra Tất cả chúng ta Khi chúng ta đọc trong tích đồng, đồng 2 câu 11 đó Ân điển của Đức Chúa Trời đã ban ra tất cả mọi người Như vậy tất cả mọi người có được cứu không? Không chắc chắn là không Tại vì món quà thì người nào nhận thì mới được nếu chúng ta không nhận món quà một người nào cho mình thì mình sẽ không bao giờ bao giờ sở hữu được nó hay là kinh nghiệm được món quà chẳng hạn tôi cho quý vị uh, giả sử tôi cho quý vị 100 trăm ngàn đi 100 trăm ngàn đô la quý nội ô cảm ơn anh chết anh rất là tốt lòng tốt bụng tôi lấy 100 trăm ngàn tôi lấy một trăm ngàn của anh tôi cất trong trong tủ hay là tôi giấu ở đâu đó quý vị đảm bảo mặc dù quý vị đói khác quý vị sẽ không bao giờ kinh nghiệm được, trừ khi quý vị rút tiền nó ra quý vị lấy tiền đó cho sẽ nhận xong đó quý vị đi mua đồ ăn hoặc là người ta cho quý vị một cái bộ áo vest rất là đẹp mà quý vị nói ô cảm ơn anh rất là tốt anh lấy xong anh đi treo trong trong cái closet hay là treo trong tủ anh cứ quanh năm suốt tháng trong khi anh muốn đi dạ hội hay là muốn đi anh không bao giờ đem cái áo đó để mặc ra như vậy anh không có kinh nghiệm được Đúng không? Cũng như vậy, món quà Chúa ban chúng ta, sự cứu rồi là món quà. Ở đây chúng ta đọc tiếp tục uh, câu 8 vì nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu. Tức là để chúng ta kinh nghiệm được sự phước hạnh của Chúa, kinh nghiệm được uh, được món quà sự cứu rồi. Điều này không điều này đến từ anh em. Ok, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, hay là món quà của Đức Chúa Trời. Không phải đến bởi công đức của mình bởi mình làm được, nếu không Chúa Sưu chết làm chi? Đúng không? Đó, điều này là tặng phẩm hay là món quà của Đức Chúa Trời ban cho cũng không do việc làm của anh em Thấy không? rất là rõ ràng không biết làm sao tôi có thể giải thích hơn nữa ở đây quá nói quá rõ ràng chỗ này tôi cảm ơn Chúa cảm, cảm ơn anh em đã dịch chỗ này rất là chính xác đó anh em để không ai có thể tự hào khoe khoang tiếng anh là no one boast tại không ai khoe khoang được tại vì nếu mà công đức của mình mình sẽ khoe khoang giống như Chúa công nhận Abraham là người công bình bởi cái niềm tin của ông thì Chúa công nhận người công bình. Khi chúng ta đọc sang thế ký đoạn 15 câu 6 đó tôi sẽ có phần khắc nghĩa cho đó. Khi ông ông tin khi Chúa nói là ta sẽ ban cho ngươi con cái. Hãy nhìn lên trên sao, khi ông nhìn lên trên sao, ông thấy những gương mặt con cái của ông thì ông tin, lúc đó Chúa công nhận ông người công bình. Lúc bây giờ Abraham chưa làm gì hết. Đó, sau này khi ông tin bắt đầu ông bước đi trong đức tin. Đó chúng ta thấy ở đây, ở đây là rõ ràng lời của Chúa chép chúng ta rõ ràng bởi đức tin khi chúng ta tin vào là Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời là chúng ta được được sanh sanh lại là lúc chúng ta tin như vậy là là Chúa sanh là chúng ta là người mới cái đây mới gọi là là cái sự mồ nhiệm ông Phaolô nói là sự mồ nhiệm đấng Christ ở trong chúng ta đó là sự vinh hiển, đó là sự vinh quang. Khi chúng ta đọc tiếp tục trong uh, trong gian thứ nhất đi ha, gian thứ nhất rất là nhiều câu kinh thánh. Ở đây tôi lấy một ví dụ, tức là tin lành của Đấng Christ, tin lành follow, chia sẻ là tin lành Đấng Christ. Rất tiếc ở trong tiếng Việt không có dịch chỗ đó tin lành Đấng Christ trong Roma đọc một câu 16 đó. Rồi à, trong tiếng Anh thì một số bạn không dịch nhưng mà khi quý vị coi là trong nguyên bản của Hy Lạp á là tin lành Đấng Christ như King James dịch rất là chính xác. Tôi cảm ơn Chúa King James, New King James. Một số bản dịch khác nó cũng có dịch rất là tốt. Giang thứ nhất đoạn đoạn 5 câu 1. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Đó, ai tin Chúa Giêsu Christ là được sanh bởi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu đó là thánh linh của Chúa tạo dựng nên mình người mới trong chúng ta đó. Trong uh, cô Tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 đó, hãy ai ở trong Đấng Christ đó, người đó tạo dựng mới. Đó không phải là nói cái người xác thịt của mình, nói người linh của mình. Chúng ta có cái người linh như tôi thì cũng, cái cái người linh của tôi đó cũng y chang như tôi như vậy nhưng mà nó đẹp ông đẹp trai hơn tôi chút ông nhìn trẻ hơn tôi một chút tại vì người linh của tôi không bao giờ già thưa quý vị đó đó là người thực sự của tôi còn cái người mà quý vị thấy xác thịt bên ngoài của tôi này là cái này chăng qua là giống chiếc áo mà thôi khi tôi trở lại với đất thì cái linh của tôi trở lại với đức chúa trời đó là người linh chúng ta đó trên kinh thánh tiếng việt thì không có dịch rõ là người linh gọi là tâm linh tâm linh thì tôi không được thuyết phục lắm tâm linh có chỗ dịch là tâm thần <laughs> tự nhiên mình gọi dịch là tâm thần thì tôi thấy tại vì tôi tôi cũng hiểu được tại vì chúng người việt nam chúng ta bị ảnh hưởng bởi giáo bởi phật giáo cho nên gọi là đạo cũng gọi là đạo đi theo đạo thì tôi không đồng ý lắm cái lời đó đi theo chúa giêsu thì nên mình nên theo chúa giêsu mình theo đạo rất là nhiều đạo nó có hàng trăm đạo mình nên nói là như người mỹ người ta dịch là đi theo Chúa Giêsu follow Christ đó tin vào lời của Chúa Giêsu ở đây chúng ta thấy rất là rõ lời của Chúa chép rất rõ và chúng ta cũng có thể coi trong dân thứ nhất đoạn 3 câu 9 đó, khi chúng ta tin Chúa rồi là tức là Chúa tạo dựng chúng ta là chúng ta là người linh ok đoạn ba câu 9 này ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội thấy không? Ai do Đức Chúa Trời sinh ra Đức Chúa Trời sinh ra chúng ta là cái gì Có phải thân xác chúng ta không Đức Chúa Trời sinh ra chúng ta là cái linh của chúng ta cái người mới chúng ta tạo dựng nên đó, người đó là Đức Chúa Trời sinh ra. Thì người đó không biết phạm tội. Ok, sinh ra không phạm tội. Người đó không phạm tội vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy, hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Ok. Người ấy sinh ra vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Đó. Người ấy không thể cứ không thể phạm tội vì được đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Quý vị thấy không? Đây mới gọi là tin tức tốt lành. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không gọi là tội nhân nữa, chúng ta gọi là con người công bình hay là chúng gọi là được xưng công bình tức người hay là còn gọi cách khác nữa là justify tiếng anh gọi là justify được xưng công bình tức là người ta công nhận mình là người công bình đó khi tôi được công nhận là công dân của hoa kỳ tôi rất là rất, rất là hãnh diện tại vì tôi cầm cái 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 cái, cái bằng của người, bằng mà quốc gia chính phủ mỹ đã công nhận tôi là là quốc quốc tịch mỹ tôi là công dân mỹ đó chúa công nhận chúng ta là người công bình là như vậy chúng ta là thuộc về con Đức Chúa Trời. À, tôi mở trong tích đi trong tích đoạn 3 câu có 4 câu 5 là ở đây là một mục vụ thanh khi chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là Chúa của mình đó. Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời cứu Chúa chúng ta được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta không phải bởi việc công chính câu 5 này, không phải bởi việc công chính hay là công bình chúng ta đã làm không? phải bởi việc công bình công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài qua việc thanh tẩy và sự tái sanh và đổi mới của Thánh Linh. Thánh Linh sanh là chúng ta, cái gì sanh bởi xác thịt là chúng ta có thân thể này, cái gì sanh bởi Thánh Linh là thần. Ở trong dòng Dòng đọc 3 câu 5 câu 6 đó. Ở đây chúng ta thấy không? Đây là sự điệp của ông Phạm Lô chúng ta không được mà vô tình chúng ta được cho nên, cho nên mới gọi là ân điển ân điển là chúng ta không xứng đáng mà chúng ta nhận được còn cái sự thương xót á, chúng ta đáng hình phạt mà chúng ta nhận được sự thương xót, chúng ta không có bị bị phán xét. Đó, chúng ta là ơn ân điện ban cho chúng ta không xứng đáng. Bởi vì sao? Bởi vì chú, chú, chú thương chúng ta. Ngày ban cho chúng ta đó là món quà, thưa quý vị. Đó cái món quà đó để Ngài muốn chúng ta sống trong cái tinh thần đó Ngài muốn chúng ta sống trong niềm tin đó Chúng ta tin như thế nào chúng ta cũng bước đi thể ấy Trong câu lô đoạn 2 câu 6 Ở đây Chúa muốn chúng ta nhận biết được Là tất cả những việc làm chúng ta đã Không bao giờ thỏa mãn được được Trước mặt Đức Chúa trời Vì cái sự sự thanh khiết của Đức Chúa trời nó quá cao Khi chúng ta coi là trong Trong công vụ các sơ đồ đây, Đoạn 13 câu 39 tôi rất là thích cái đoạn này từ Mình đọc từ câu 38 đây đó, ở đây lời Chúa thưa quý vị rất là nhiều lời Chúa tôi sẽ từng chi tiết tôi sẽ moi ra từ Roma từ Roma ok Galati và Hebrew và nhiều sách khác để chứng minh để lời Chúa chứng minh cho lời Chúa để thánh linh mở mắt cho quý vị thấy được để quý vị ra khỏi nếu cuộc đời quý vị không kinh nghiệm sự giàu có, sự phước hạnh, nếu quý vị không kinh nghiệm được những cái sự đắc thắng về bệnh tật, những cái đắc thắng về những cái những cái sự đau khổ tuyệt vọng, cái sự buồn rầu hay là cái sự cô đơn đó, thì quý vị chưa kinh nghiệm được tin tin lành đấng Christ. Vì tin lành đấng Christ sẽ giải phóng tất cả những điều đó. Chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta đọc Luca đoạn 4 câu 18 đó, một vụ cô tin lành đấng Christ sao Chúa sao? Khi chúng ta đọc trong công vụ các sơ đồ đoạn 10 câu 38 câu 38 cũng có chép. Để tôi đọc cái này xong tí tôi tôi đọc cái kia để chúng ta thấy được bây giờ tôi đọc lời Chúa để quý vị thấy được lời Chúa để chúng ta làm tin theo lời Chúa khi chúng ta tin chúng ta đón nhận chúng ta tin làm theo chúng ta sẽ kinh nghiệm được À, lời chúa chép chúng ta rằng phước thay cho người mà mà không nghe mà là lấy làm đủ mà nghe mà mà đón nhận khi chúng ta đón nhận vô tình chúng ta sẽ làm theo à, câu 38 vậy thưa anh em rằng hãy nhận biết rằng nhờ đấng đó đấng ở đây là nói về chúa giêsu đấng đó mà sự tha tha tội được công bố cho anh em nhờ chúa giêsu mà tha tội được công bố cho anh em ok nhờ ngài tất cả những người tin đều được xưng công bình ôi cảm ơn chúa chỗ này dịch rất là tuyệt vời Amen. Hallelujah. Cảm tạ chú anh em dịch ở đây rất là chính xác. Nhờ Ngài tất cả những người tin đều được xưng công bình hay là xưng công chính về mọi điều mà luật pháp môi xe không thể xưng công chính được hay là xưng công bình được. Tất cả những người làm theo luật pháp môi xe không bao giờ xưng công bình được. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu chúng ta được xưng công bình. Hallelujah. Chúng ta khi tôi đọc câu này là mình vẫn nói là Hallelujah. Đó chúng ta phải mạnh mẽ nhạc phải nói là hallelujah tại sao mình không bây giờ mình vô tình mình không làm gì hết mà mình hưởng giống như là mình được hưởng như đó người ta làm sẵn mình được hưởng đó Chúa Giêsu làm chúng ta để chúng ta vào chúng ta được hưởng khi chúng ta tin Chúa mình rất là tuyệt vời tại vì cái này là món quà đã là món quà thì không có công sức của mình trong đó nếu quý vị nào mà ai tặng quà cho quý vị nói là công sức của quý vị trong đó như vậy là không phải là còn món quà nữa OK. Bây giờ chúng ta mở ra trong Roma để đoạn năm, bảy. Tại vì món quà tôi nói với tôi món quà rất là nhiều chỗ. Bắt đầu khi mà phần kế tiếp đó từ đoạn đoạn 2 rồi bắt đầu đoạn hai đến đoạn 3 đó thì chúng tôi sẽ lấy rất là nhiều câu kinh thánh mình xưng công bình bởi đức tin. Rồi sau đó là mình thấy được là luật pháp nó như thế nào và tại sao sự luật pháp được sinh ra. Còn những người ở sống trong luật pháp thì nó sẽ bị như thế nào? Đó, chúng ta sẽ rất là nhiều cái ở trong đó. Ở đây câu 17 rất là hay, tôi rất là thích. Này. Nếu chỉ vì tội một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào? Ở đây nếu mà nó, ở đây là nói về ông ông Adam nếu chúng ta đọc từ trên xuống dưới đó. Nếu chỉ vì tội của một người, tội của một người là nói về Adam, tội của Adam á mà qua người đó đã, đã đó sự chết đã thống trị thế nào? Nhiều người á thì câu ở lấy câu kế tiếp thì cũng cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai nhận ân điển và qua tặng công bình hay là công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống này thế ơi Đó nếu chúng ta tin vào Adam, tôi thấy rất là nhiều người anh em tin vào Adam hơn là tin vào Chúa Giêsu. Tại sao? Tôi lấy ví dụ như thế này, nhiều người công nhận mình là người mà người có tội khi là chúng ta chưa tin Chúa, ok? Tại vì chúng ta tin vào khi Adam phạm tội là tuyệt tá là phạm tội. Tôi thấy nhiều người đặt đức tin vào Adam thì còn hơn là đặt vào đức tin của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đặt đức tin vào Adam thế nào đó, ok chúng ta là bởi vì Adam đó chúng ta trở nên có tội đó. Thì khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta cũng tin là chúng ta là thánh khiết công bình thể ơi. Còn hơn đó nữa, tại sao? Tại vì Chúa Giêsu là quyền năng. Đó, tại vì nếu chúng ta tin Adam mình vô tình mình bị rơi vào tội lỗi bởi vì công việc ông làm thì khi chúng ta tin Chúa Giêsu đúng ra chúng ta còn tin hơn cái trước đây chúng ta tin và đam nữa. Khổ nỗi anh em á, nhiều người bây giờ họ tin Chúa rồi, họ nhận được cái sự công bình của Chúa rồi mà họ, mỗi lần tôi hỏi thăm á, anh là người công bình hay là người tội lỗi, họ vẫn nói là tôi là người tội lỗi. Cái đó là mình phạm thường rồi. Nếu nói như vậy phạm thường. Tại sao? Tại vì khước từ đi cái sự công bình của Chúa Trời. Tại vì sự công bình này đã được, được reo ra rồi đã, Mình đã đón nhận rồi Mình đã đón nhận sự cứu rỗi mình Bây giờ mình khước từ đi cái sự công bình của Đức Chúa Trời Quý vị thấy không Vô tình là chúng ta trật mất đi ân điện khi chúng ta làm như vậy Cái ân điện của Chúa không hoạt động với chúng ta Như vậy chúng ta có sự cứu rỗi không có chứ có sự cứu rỗi Nhưng mà chúng ta không kinh nghiệm được Những cái bông trái của sự cứu rỗi ở thế gian này Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được những cái bông trái của sự cứu rỗi ở trong thế gian. Trong sự cứu rỗi nó có sự phước hạnh, sự giàu có, sự chữa lành, ok, sự khôn ngoan, sự thông sáng rất là nhiều đầy đủ vân vân và vân vân. Đó là ân điển của Chúa. Ân điển của Chúa có thể gia thêm cho những người kim nhường. Chúng ta càng kim nhường bao nhiêu ân điển của Chúa càng gia tăng được cuộc đời chúng ta. Khi ân điển của Chúa càng gia tăng, chúng ta cái sự bình an của Chúa càng gia tăng, cái sự kinh nghiệm của Chúa chúng ta càng gia tăng, càng càng kinh nghiệm Chúa càng nhiều hơn. Ở đây ông Phaolô ông mạnh mẽ ông mạnh mẽ ông chống trả những cái người mà à, để làm cho tinh thần của đức Chris ông nói đừng có làm như vậy quý vị sẽ sẽ nhận được cái sự vô xa đó ở đây chúng ta thấy là chúng ta cảm ơn Chúa à, vì cái sự tốt lành của Chúa mà ông Phaolô Chúa đã sử dụng Phaolô một cách mạnh mẽ cả ở, trong ở trong Roma đoạn 4 câu 5 đó tôi cũng thích chuyện này còn với người không làm việc nhưng tin vào đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin người ấy được kể là công bình mình không ý là không cậy công đức của mình nhưng mà tin vào Chúa Giêsu được xưng công bình đó ở đây chúng ta thấy rất rằng khi ông Phaolô uh, trong trong thời cựu ước đó ông là cái người mà bắt bớ nhà thờ khi chúng ta đọc uh, quay lại trong uh, công vụ các sứ đồ đồng đồng một đi uh, Galilee, xin lỗi quý vị Galati đồng 1 câu 13 14 đó đồng câu 13 4 chúng ta thấy ra rằng công việc của của Phaolô đó 13 anh đã nghe đời sống trước đây bắt bớ này nọ đó là câu 14 ông nói là trước đây cũng là ở trong người Do Thái vượt ra nhiều Do Thái trong thời kỳ với tôi đã quá hăng say quy cụ truyền thống của tổ phụ mình đó đó ông bắt bớ hội thánh nhưng mà khi ông nhận ra đó là mình thấy là ông bắt bớ hội thánh là trong công vụ cắt sơ đồ đoàn 8 câu 1 đến câu 8 chúng ta có thể đọc một số ở đây à, công vụ cắt sơ đồ đoạn 1 câu 8 đó ok đoạn 8 câu 3 đến là câu 1 đến câu 3 ở đây là lúc mà ông bắt bớ hội thánh nha ở đây là lúc ông bắt bớ hội thánh câu 1 sau lơ Ok, Saul tán thành về việc Ê Tiên bị giết trong ngày ấy hộ thánh ở Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài trừ các sứ đồ và các tín hữu đều bị tan lạc trong các miệng Judea và Samari. Những người tin kính chôn các y Tiên và khóc. Uh, ông rất nhiều nhưng sau lơ tàn hại hội thánh xông vào từng nhà bắt cả đàn ông lẫn đàn bà bỏ tù mình thấy ra rằng lúc mà lúc này là ông ở trong lúc đó là ông chưa tin Chúa Đức Chúa chưa bày tỏ thì đoạn chính thì bắt đầu chú bày tỏ chúng ta thấy rất là nhiều câu kinh thánh Chúa khác mục tiêu chú bày tỏ cho ông là để ông 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 bày tỏ cho tin lành đấng Christ cho chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta là dân người ngoại mà chúng ta chúng ta nhận biết được đây là sứ điệp ông Phaolô chia sẻ ra không bèn bởi việc làm chúng ta mà bèn bởi đức tin mà chúng ta được thưa quý vị Chúa muốn chúng ta đứng vững trong điều này để chúng ta gây nền lập nền trong cái đức tin của mình cái sự công bình được bày tỏ ra qua sứ điệp của Chúa Giêsu nếu không có sứ, điệp của Chúa Giêsu thì đức tin không được bày tỏ Nếu chúng ta đọc Roma đoạn 10 đồng một câu 16 17 ha ok tôi đọc uh, câu câu 16 được thật vời tôi không có thể tin lành đấng Chris ở đây là thiếu đấng Chris sự dịch là thiếu đấng Chris chỗ này quý vị phải thêm đấng Chris chỗ đó tại vì tin lành rất là nhiều tin lành ở thế gian rất là nhiều tin tức rất nhiều tin lành nhưng mà chỉ có tin lành đấng Chris là quyền pháp của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin uh, câu 17 này vì trong đức tin này hay là trong tin lành này trong tương đành của đấng Christ đó, sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ cái sự công bình được bày tỏ nó ở trong sứ điệp của Chúa Giêsu tin tức tốt lành này trong này mình mới nhận ra ô mình là người công bình bởi đức tin đó cho nên là người công bình xong bởi đức tin cho nên ông Phaolô ông ở đây là cái sứ điệp của ông chia sẻ là người công bình xong bởi đức tin nếu chúng ta không có công nhận không không nhận ra mình là người công bình chúng ta không bao giờ bước đi trong đức tin ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta có đức tin ở trong con người nhưng mà chúng ta không có đức tin ở trong Chúa Giêsu. Ở đây ông Phaolô nói ý ông nói là bước trong người con bình sống bằng đức tin với Đức Chúa Trời đó. Rất là nhiều người tin và ở đây tôi thấy tôi có những anh em họ tin đức tin của họ ở trong nhà thờ, đức tin của họ ở trong người lãnh đạo của họ, đức tin của họ trong giáo phái của họ. Nhưng mà đức tin ở trong Chúa thì nó khác. Đức tin ở trong Chúa mình coi lại cái người cha đức tin của mình như Abraham, ông đi một nơi mà ông không biết nơi nào ông đi. Tôi bước đi bằng đức tin cách đây 9 năm. Khi Chúa đi, bảo tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ này, đi chỗ kia, tôi đi chỗ kia, người ta không hiểu được. Nếu mà tôi không có kinh nghiệm với Chúa, nếu tôi không có nghe được tiếng Chúa, thưa quý vị, tôi cũng bao nhiêu anh em khác không dám bước đi với Chúa. Tại vì tôi biết được cái sự tốt lành của Chúa, tôi biết được cái sứ điệp của Chúa là quyền năng. Cho nên khi Chúa bảo tôi đi làm gì, thì tôi bước đi. Cái đó gọi là bước đi bằng đức tin, quý vị. Khi chúng ta sống bằng đức tin, người đời người ta không có hiểu thậm chí con cái của chú anh em của chú tại sao anh làm việc gì mà sao anh thấy tôi thấy anh anh đi học rồi anh xong rồi anh làm anh vẫn đi làm tại sao rồi tôi đi làm xong tiệm neo này á thì chú chú lại bảo tôi công việc của con ở đây đã xong rồi phải đi chỗ khác thực sự mà nói nếu mà nó xác thịt thì tôi cũng không muốn như vậy tại vì khi tôi làm neo đó tôi tôi xây dựng biết bao nhiêu mối quan hệ với những khách hàng tôi có rất là nhiều khách hàng và những khách hàng đó đến với tôi thậm chí họ cho tôi tiền thiếp rất là cao Mỗi lần tôi đi chỗ khác hầu như là tôi không đem theo những người đó Quý vị thấy không? Nếu nói theo xác thịt đó, Thì tôi rất là thiệt thòi Đúng không? Mình phải bắt đầu là từ đầu Đi chỗ khác là mình bắt đầu là từ đầu Nhưng tôi thì thấy Tôi thấy đó là một sự vui mà Tại sao? Tôi được bước đi bằng đức tin Người nói người cũng bình sống bởi đức tin Khi chúng ta sống bởi đức tin chúng ta mới thấy được cái Sự phước hạnh của Chúa Chúng ta kinh nghiệm từ phước cảnh này đến phước hạnh kia Đúng xác thịt chúng ta không thích được cái sự thách thức thách thức, chúng ta nói Ôi đừng có làm như vậy đôi lúc á, xác thịt nó cũng nói mình tôi lúc coi tôi cũng có những suy nghĩ tôi là hồng tôi không có nhận suy nghĩ đó tại vì chúa nó là người công bình xong bởi đức tin khi tôi nghe chúa nói tôi cái gì từ bước đi đó à, khi chúng ta đọc trong hebrew đoạn 11 một nói về anh hùng đức tin là bởi đức tin bởi đức tin thực sự mà nói thưa quý vị khi mình biết được bởi đức chúa trời nếu đức chúa trời không nói chuyện mình mình không hiểu được đức chúa trời tốt lành mình không hiểu được uh, sứ điệp của chúa giêsu mình không hiểu chúa giêsu mình không hiểu đức chúa trời tốt lành mình không bao giờ dám đi đến với đức chúa trời không bao giờ dám đặt đức tin nơi đức chúa trời chúng ta sẽ đặt đức tin người khác ông phaolô nói là lời chia sẻ của ông không phải là lời diễn thuyết diễn văn hay là lời sự khôn ngoan của người bèn là quyền năng của chúa bằng quyền năng để làm sao để đức tin chúng ta không có đặt trên trên cái sự khôn ngoan con người bèn là ở trên quyền năng của Chúa trong câu tô thứ nhất đoạn 2 đó có bốn câu năm đó ở đây ông Phaolô muốn cho chúng ta biết rằng là cái tinh lành đấng Christ là cái sự mặc khải Chúa bày tỏ cho tất cả cá nhân chúng ta nếu chúng ta khao khát tất cả chúng ta nếu chúng ta khao khao khát và mong muốn Chúa Giêsu nói là phước cho những người khao khát vì sự công bình vì sao tại sao vì người đó sẽ được đầy dạy, người đó sẽ được dư dật người đó sẽ được no nê Amen. Tôi áo ước quý vị khi sau khi tôi chia sẻ này quý vị nhận ra chúng ta được sinh công bình bởi đức tin. Chúng ta sẽ tiếp tục là à, phần kế tiếp tôi sẽ tiếp tục cắt nghĩa tôi sẽ tiếp tục lấy những câu kinh thánh nói về sự công bình bởi bởi đức tin của mình rất là nhiều câu kinh thánh tôi sẽ đi từ Hebrew rồi là từ từ đức tin rồi sau đó đến giao ước sau đó là chúng ta nên là con khi chúng ta là tin là chúng ta là con rồi con rồi đến cái sự giao ước sau giao ước bắt đầu chúng ta hai cái giao ước qua lại qua đi qua lại qua đi qua lại để chúng ta thấy được để chúng ta ra khỏi được luật pháp thưa quý vị chúng ta sống một luật pháp ông Phaolô nói sống trong sự vui xả khi chúng ta không tin vào sứ điệp của Chúa Giêsu chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được à, những cái sự phước hạnh ở trong uh, sứ điệp của Chúa Giêsu tức là tin tức tốt lành tức là tin lành là ân điển của Chúa Giêsu ban chúng ta đó trong ân điển của Chúa nó đầy dẫy nó có cái sự khôn ngoan cái sự mộ nhiệm cho nên trên thánh chép là cái, cái tin lành đấng Christ là Christ ở trong chúng ta đó là cái sự mồ nhiệm đó là sự vinh hiển đó là sự vinh quang bữa trước tôi có nhắc trong Colossae đồng một câu câu 27 đó tiếng Anh gọi là this is the riches of the glory of this mystery which is Christ in you the hope of glory Chúa ở trong chúng ta đó là cái sự sự mầu nhiệm cái sự vinh hiển cái sự vinh quang của Chúa Amen Xin Chúa ban phước cho quý vị Xin Chúa tôi cầu nguyện tôi muốn quý vị khao khát về Chúa khao khát về lễ thật của Chúa tại sao lễ thật của Chúa nó giá trị lắm thưa quý vị nó sẽ thay đổi sự nghiệp của quý vị thay đổi cuộc đời của quý vị và thay đổi đời sống của quý vị chúng quý vị sẽ kinh nghiệm những cái, những cái chuỗi ngày mà Chúa muốn chúng ta sống ở thế gian, kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa. Amen.